Chào các bạn, đây là cái Yealing T21E22 thì nó là một trong những cái điện thoại internet. Thì điện thoại internet là sao? Các bạn thấy là cái điện thoại này nó có một cái hình dáng y hệt cái điện thoại bàn cố định ngày xưa của chúng ta. Tuy nhiên, thay vì dùng cái dây nối trực tiếp từ cái tổng đài của nhà mạng hay từ nhà mạng đến cái điện thoại này thì cái điện thoại này nó có thể sử dụng cái dây LAN. Tức là miễn là ở đâu có internet, ở đâu có dây LAN thì ở đó nó có thể sử dụng được, bởi vì cái tổng đài bây giờ nằm trên mây chứ nó không phải nằm dưới đất nữa. Và cái mục đích đó là gì? Ví dụ các bạn có cái máy tính để bàn ở nhà và nó đang được kết nối vào internet, các bạn chỉ cần mang điện thoại đến gần cái máy tính đó, các bạn cắm vào qua cái dây LAN là các bạn có thể gọi điện thoại được. Và bởi vì nó sử dụng cái tổng đài ở trên mây, do đó là nếu các bạn có nhiều cái điện thoại này thì các bạn có thể gọi qua lại với nhau hoàn toàn miễn phí, bởi vì là nó không có sử dụng đường truyền của nhà mạng mà nó sử dụng internet nó gọi thôi. Ở đây nó có hai cái lỗ LAN, một là các bạn nối vào cái PC, một là các bạn nối từ cái router vào đây. Và nếu cái router của các bạn có cái cung cấp điện thì các bạn có thể không cần phải sử dụng cái nguồn điện này. Tuy nhiên nếu cái router nó không cung cấp điện thì ở trong cái hộp của điện thoại nó có thêm cái này nữa. Đó, do đó là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một như vậy thôi, cắm vô như vậy là xài, bất cứ chỗ nào có cái dây LAN các bạn có thể xài được. Rồi, đây là cái Yealing T21E2 thì các bạn thấy là nó khá là to nếu mà so với những điện thoại ngày xưa mà chúng ta sử dụng. Và đây là cái cần để nghe. Thì cần nghe này nó hỗ trợ cái Voice HD, tức là các bạn sẽ nghe được HD từ bên kia và mình nói thì bên kia ta cũng nhận. Và kể cả các bạn cắm tai nghe hay là cắm cái mic qua những cái lỗ này của nó thì nó cũng hỗ trợ HD luôn, bởi vì nó sử dụng cái nền tảng internet cho đó là nó hỗ trợ được âm thanh HD. Đây là cái bàn phím truyền thống, chúng ta sẽ gõ như vậy và cái âm thanh cũng như là cảm giác gõ rất là tốt. Ở đây nó hỗ trợ hai cái đường số, tức là trên đây một số, dưới đây một số. Bên này thì chúng ta có cái phím điều hướng 4 chiều đây và nút OK ở giữa, cái nút tăng giảm âm lượng ở bên này. Cái âm thanh của nó ra rất là hay, chắc là cái loa nó xịn. Ở chúng ta có cái speakerphone ở đây, rồi radio, rồi một số cái tính năng ở đây. Ở trên này thì nó có một cái màn hình hiển thị được khá là nhiều dòng. Nó có hai cái nút này thì mỗi cái nút nó thể hiện một cái line điện thoại khác nhau. Hiện tại mình chỉ gắn cái line vào trong cái đường phía bên trên này thôi. Đó, và chúng ta có những cái nút để mà chọn. Một cái điểm mình rất thích ở những cái điện thoại internet này là gì? Nếu các bạn có nhiều cái điện thoại internet như vậy, các bạn có thể gọi nội bộ cho nhau mà không mất phí. Nội bộ tức là không phải là trong khuôn viên của công ty nữa, mà bất cứ chỗ nào các bạn mang đến, các bạn cắm dây mạng vào có internet là các bạn có thể gọi cho nhau free. Ví dụ các bạn để ở đây một cái, các bạn để ở nhà hoặc là các bạn để một chỗ nào đó, nước nào đó trên thế giới này, các bạn chỉ cắm cái dây LAN vào và khi đó các bạn có thể gọi cho nhau hoàn toàn miễn phí. Đây là cái số điện thoại của cái máy này thì các bạn thấy là nó giống như là cái số điện thoại ở cái thành phố Hồ Chí Minh. Tức là khi các bạn gọi chung trong cùng thành phố Hồ Chí Minh, các bạn không cần được bấm mã. Tuy nhiên các bạn có thể mang đi bất cứ chỗ nào, kể cả ra khỏi đất nước Việt Nam này các bạn vẫn sử dụng được nó.